Chào tất cả mọi người. Tôi có ước muốn như thế này nè. Là tôi muốn đi đến nhiều nơi, tham quan nhiều cảnh, những địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Nhưng tôi chưa thể nào thực hiện được ước mơ đó. Nhưng Chúa đã mở lối cho tôi và tạo cho tôi một cơ hội. Cũng cách đây mấy ngày, Hội Thánh Tin Lành Củ Chi đã tổ chức một buổi dã ngoại tại Vũng Tàu mà không cần đóng một khoản phí nào cả. Chuyến đi này, nơi mà tôi sắp đặt chân đến, có lẽ sẽ quá quen thuộc với một số bạn. Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình này, không chỉ riêng tôi mà còn những bạn thanh niên đều đến nhà thờ trước ngày xuất phát và ngủ đêm tại đó để tránh trường hợp xấu xảy ra. Tại vì 3 giờ sáng ngày hôm sau là chúng tôi sẽ khởi hành. Hi, xin chào tất cả mọi người. Đang đi. Mọi người đã đến đông đủ hết mọi người. Có mấy bạn ở nhà bếp này. Hello. Tôi cũng ước ao rằng tôi được ở cùng với các bạn thanh niên mỗi ngày và cứ như vậy hát ngợi khen Chúa hoài. Cảm xúc trong tôi cứ dâng trào mãi. Phải chăng khi tôi nhìn lại, ký ức lại ùa về trong đầu tôi, trong suy nghĩ, vào sâu trong trái tim của tôi, khiến nước mắt tôi cứ trào ra, ướt nhòe đôi gò má. Tấm ướt tấm giấy kia làm nhòe đi vết mực xanh. Thật không thể nào tả xiết nỗi hân hoan khi ở trong nhà của Chúa, hát tôn vinh ngợi khen Chúa với các bạn yêu dấu như vậy. Ôi thời gian thật ngắn ngủi, chỉ mấy chốc mà đã trôi đi, giờ đành để lại kết cục âm thanh ở đó. Còn chúng tôi sẽ thân trùng chăn, mền cúi đầu chìm sâu trong giấc ngủ. Thank you.
Các bạn ơi, video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video phần 2 nha.